Kính thưa đại chúng, nhìn thấy một số Phật tử tuy thân đã già nhưng tâm của quý vị vẫn dũng mãnh lấn lướt suốt tới, vượt qua những căn bệnh khổ, khổ về thân rồi khổ về tâm, tạm thời buông bỏ để đến chùa nghe pháp. Đúng là vui thay già có giới, vui thay tín an trú, vui thay được trí tuệ, vui thay ác không làm. Đức Phật dạy chúng ta là vui thay già có giới. Hôm nay quý vị đến đây, già cũng có, trẻ cũng có, vừa già vừa trẻ cũng có, thậm chí mầm non của nghĩa địa cũng sắp có. Nhưng quý vị đã đến chùa nghe pháp, hôm nay quý vị đều là những người có giới, có đức tin, có trí tuệ. Chính vì quý vị là những người có giới nên hôm nay chúng con sẽ chia sẻ cho quý vị những điều tốt đẹp nhất mà Đức Phật đã dạy cho cả hàng xuất gia và tại gia. Xin cảm ơn quý vị. Vì quý vị có mặt ở đây nên hôm nay chúng con mới có thời pháp thí này. Thời pháp thí tối ngày hôm nay, chúng con xin được hiến tặng đến đại chúng cái tựa đề nó là Tục sản hay Thánh sản. Thưa quý vị, tại sao con chọn chủ đề này? Bởi vì con nghĩ rằng tất cả quý vị ngồi đây đều là những người có duyên với Đức Phật, có duyên với giáo pháp, có duyên với chư tăng, nên quý vị mới về chùa để nghe pháp. Và ngay lúc đây quý vị đã đang tu thân đấy quý vị. Quý vị ngồi đây là quý vị đang tu thân. Thân của mình không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Miệng của mình không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời hung ác. Và mình không nói lời phù phiếm. Có nghĩa là quý vị đang tu thân và tu cái miệng của mình. Lên quý vị thấy không, ở trước chai đường của chùa Pháp ấy, Hòa Thượng Ân Sư, tức là sư phụ của chúng con, có khắc lên hai câu rất là hay, ý nghĩa, nhắc cho các Phật tử, nhắc cho tất cả chúng ta rằng bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Nên ngày hôm nay quý vị có một thời pháp thoại ngắn ngủi thôi, 50 phút không có nhiều, mà quý vị đang tu thân, tu cái miệng của mình nữa. Và quý vị là những người có tu, nên con coi quý vị là những người có ơn với chúng con, bởi vì quý vị đã có mặt ở đây. Quý vị là những người có phước, bởi vì đến chùa quý vị dễ dàng giữ giới, được nghe pháp, được suy tư pháp, được làm những việc thiện sự. Đó là điều tốt đẹp. Quý vị đến chùa, quý vị được tạo cho mình 10 nhân thiện. 10 cái nhân thiện sanh phước báu, đó là bố thí, chỉ giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, tùy hỷ, hồi hướng, sống có chánh kiến. Và quý vị có cơ hội để tu thân, rồi tu cái miệng và tu tâm nữa, đấy chính là tu thập thiện. Rồi quý vị này có cơ hội vun bồi 10 cái pháp hạnh ba la mật, đó là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, nguyện lực, tâm từ và tâm xả. Và quý vị này còn có cơ hội được vun bồi tu tập 37 phẩm trợ đạo, 37 cái pháp để làm cái duyên lâng đỡ của chúng ta trên con đường tu tập của mình. 37 phẩm trợ đạo, người Phật tử chúng ta phải biết quý vị. Đó là gì ạ? Là chúng ta tu tập
tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo. Cái đó mình phải biết chứ. Nếu như mình không biết thì tối nay về sám hối Phật đi nhá. Đi sám hối Phật đi. Mình đi chùa bao nhiêu năm nay hỏi 37 phẩm trợ đạo mà đôi mắt mình cứ tròn xoe à. Hỏi cái gì quý vị cũng im lặng. Nghe rồi nhưng quên rồi. Tối nay đi sám hối Phật đi. Và tất cả những việc làm đó của quý vị ấy, quý vị, đó là đều là những hạt giống lành quý vị gieo vào cái vườn tâm của chúng ta. Vậy thì khi mình có cơ hội được sống thiện, làm thiện, thì chúng ta lên có ước nguyện quý vị. Người học Phật, chúng ta, mình học Phật, noi gương theo Phật, mình tu theo Phật, thì mình nên có ước nguyện. Tất cả những cái thiện sự dù lớn dù nhỏ, từ cái việc giữ giới, nghe Pháp, rồi niệm Phật, lạy Phật, tất cả những việc đó, khi chúng ta làm xong, chúng ta đều có ước nguyện quý vị. Đó là mình ước nguyện hướng đến tục sản hay thánh sản. Vậy một câu hỏi đặt ra, tục sản là gì? Tục sản có nghĩa là những tài sản của thế gian đấy quý vị. Là nhà cao, nhà thấp, nhà trên, nhà dưới, xe to, xe nhỏ, mảnh ruộng này, mảnh ruộng kia, vàng, bạc, kim cương, rồi vân vân và vân vân. Đó chính là những tài sản của thế gian. Còn quý vị nào mà làm nhiều điều thiện mà mình mong được giàu có, được đẹp, được nhiều người yêu quý, thì đó là tài sản của thế gian. Mà tài sản của thế gian thì sao? Khi chết mình có mang theo được không quý vị? Khi mà chết một cái, nhà cao, nhà thấp, chồng tôi, con tôi, tài sản của tôi, cái nào là của tôi, mình có mang gì được đâu. Lúc đó mình đi đâu? Đi có một mình nhà. Và mình chỉ đi với những nghiệp thiện hay bất thiện mà chúng ta đã làm quý vị. Đấy là mình ước nguyện có được tài sản của thế gian, tức là tục sản. Và cái tài sản thứ hai mà người học Phật của chúng ta cần phải nhớ quý vị, đó là gì? Đó là thánh sản quý vị. Quý vị phải ước nguyện đến thánh sản. Mà thánh sản ở đây chính là gì? Là bảy cái tài sản của bậc thánh. Là tín, là giới, là văn, là thí, là tuệ, là có tàm, có quý. Đó chính là gì? Bảy cái tài sản bậc thánh. Tài sản tâm linh của chúng ta ấy quý vị. Cái đó sẽ theo chúng ta từ đời này qua đời khác. Nhưng khi mình hướng đến tài sản của bậc thánh ngay trong đời sống này, chúng ta đang có hạnh phúc với quý vị. Và khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý suy tư được như ý của mình, là cái phước của chúng ta. Đó chính là chánh báo của chúng ta, là y báo của chúng ta quý vị. Tài sản tâm linh của chúng ta ấy quý vị. Quý vị đến chùa Hoằng Pháp, tự nhiên quý vị thấy Đức Phật, quý vị vui. Hình nhìn thấy hình ảnh chư tăng đang tụng niệm, quý vị vui. Đến chùa gặp các bạn Phật tử của mình vui. Tại sao mình vui? Bởi vì mình đã đến chỗ cần đến. Nhưng khi mình về nhà thì tự nhiên mình nhìn thấy ông chồng của mình là mình nổi điên lên rồi. Bởi vì mỗi lần mình đi chùa là ông ấy cằn nhằn. Tại sao vậy? Vì mình với ông ấy có oan gia với nhau. Nên là mỗi lần mà gặp ông ấy mà mình không được vui thì đến chùa nhiều hơn. Được gặp Phật, gặp Pháp, gặp Tăng, gặp những người bạn đồng tu của mình. Mà mình gặp được những người mà có giữ giới giống như mình vui lắm quý vị. Vỗ tay thì quý vị đừng có tiếc. Mà khi mình vỗ tay có nghĩa là mình tùy hỷ với những lời chia sẻ của quý thầy. Mình được nghe lại những lời Phật dạy. Mà tùy hỷ thì sao? Cũng có phước. Cối cắm quạt đây là cái phước này, là phước phục vụ. Mình đến chùa mình được phục vụ Tam Bảo, đó là một cái phước. Nhớ phục vụ xong thì hướng đến thánh sản, đừng hướng đến tục sản nhé quý vị.
Quý vị nhớ rằng cái người học Phật của chúng ta, mình học Phật, mình noi gương Phật, thì mỗi một cái việc làm dù lớn dù nhỏ, chúng ta dụng tâm một cách khôn khéo, mình bố thí, mình cúng dường, mình giữ giới, hoặc là về nhà mình hộ độ cha mẹ của mình, chăm sóc cha mẹ mình lúc ốm lúc đau, thì tất cả những việc làm đó nó đều là những nhân thiện. Thì quý vị hãy hướng tâm rằng với những cái nhân mà con đã gieo trồng đủ duyên trổ quả, thì con ước nguyện cái quả này sẽ hướng đến thánh sản. Bảy tài sản của bậc thánh đó là tín, là giới, là văn, là thí, là tuệ, là có tàm, có úy. Quý vị nhớ nhé, mình phải nhớ chuyện đó, đừng có quên. Còn mà mình không hướng đến thánh sản mà mình chỉ hướng đến tục sản, có được sức khỏe, được giàu sang, được đẹp, thật là đẹp, đi đâu cũng có người đưa, người đón, có nhà cao, nhà thấp, nhưng rồi sao quý vị? Chết mình có mang được đâu quý vị? Quý vị thấy không? Nói đến đây chúng con nhớ đến Hòa Thượng ân sư của chúng con. Năm nay Hòa Thượng đã gần 70 tuổi rồi quý vị. 50 năm tu tập, 50 năm dành cả cuộc đời cho Phật Pháp, hướng dẫn tăng ni tu học, hướng dẫn các Phật tử tu học. Rồi sao quý vị? Đến bây giờ Hòa Thượng cũng đã lớn tuổi, Hòa Thượng đã gì? Đã tìm một chỗ để tu thân, nhường lại cái ngôi chùa vật chất này quý vị. Đây là ngôi chùa vật chất này, mà cần có ngôi chùa vật chất để làm gì? Để các vị, để quý vị Phật tử trở về đây tu học. Rồi nhờ có ngôi chùa vật chất này là chư Tăng sẽ giảng dạy giáo pháp cho quý vị. Và nếu như quý vị khôn khéo là quý vị có được cả tài sản vật chất và có cả tài sản tâm linh nữa. Đấy, Hòa Thượng đã dành cả cuộc đời vì đạo pháp, vì tất cả những người hữu duyên với Ngài. Rồi bây giờ Hòa Thượng đã giao chủ trì cho một vị tăng trẻ để làm gì? Để tiếp nối Hòa Thượng, giúp cho những người hữu duyên được học tu đúng chánh pháp. Quý vị thấy không? Hòa Thượng là bậc trí đấy quý vị. Ở độ tuổi gần 70 rồi, Hòa Thượng biết là già rồi, không thể làm được giống như lúc trẻ nữa, mà mình phải giao cho gì? Những thầy trẻ có sức khỏe, có tuổi trẻ, có sự tỉnh táo minh mẫn để gì? Để tiếp nối Hòa Thượng. Những người trí luôn luôn chuẩn bị cho đời này và đời sau đúng quý vị. Nên là bây giờ Hòa Thượng đã tìm chỗ tu thân. Quý vị đã ai thấy mình già chưa? Hay là quý vị vẫn nghĩ là mình còn trẻ? Nên là sắp tới có khóa tu Phật Thất thứ 101 ấy, thu xếp công việc đi, trở về chùa tu 7 ngày. Mình phải tập buông bỏ gì? Buông bỏ chồng, buông bỏ con, buông bỏ cái ngôi nhà thân thương của mình đấy, bao nhiêu năm nay đấy, để gì? Mình tập buông đi quý vị. Bởi vì mình phải tập buông từ khi mình còn khỏe, còn trẻ, để đến khi chết mình có phải buông không quý vị? Buông, chết là phải buông à. Nên là mình hãy tập buông những cái khó buông quý vị. Còn bây giờ mà mình mà không tập buông đi nha, là mai chết thì cũng phải buông. Buông, buông trong sự nhận thức đúng rằng tất cả những cái trên cuộc đời này đều là vay mượn, giả tạm, thì chúng ta sẽ hạnh phúc lắm. Còn khi mà chết, mà buộc phải chết, khi mà nghiệp hết phước tận thì mình phải chết thôi. Mà lúc đó dự án này, dự án kia, con tôi, tài sản của tôi, mà mình chết trong tiếc nuối, hoang mang, thì chúng ta dễ đưa mình vào bốn cõi khổ, là cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Khổ lắm quý vị. Mình đừng đưa mình vào cái thế đó. Nên là quý vị hãy học một bài học từ Hòa Thượng đấy quý vị. Hòa Thượng biết là mình đã lớn rồi, đã già rồi, cũng đang bệnh, thậm chí là vô thường đến là đi bất kỳ lúc nào. Nên Hòa Thượng đã có sự chuẩn bị đấy quý vị. Bậc trí luôn luôn có sự chuẩn bị trong đời này và đời sau nữa quý vị. Đó là một cái tấm gương quý vị nên học. Mình là đệ tử của Hòa Thượng thì mình nên học Hòa Thượng. Ở đây nhiều quý vị đã quy y với Hòa Thượng, tức là mình là đệ tử của Hòa Thượng thì nên học cái hạnh của Ngài.
Và nói đến đây đấy quý vị, con nhớ đến một câu chuyện. Trong Kinh Pháp Cú ấy, có một câu chuyện rất là hay, kể về người con trai của ông Cấp Cô Độc. Thời Đức Thế Tôn còn đại thế, mỗi lần mà Đức Phật và Chư Tăng đến nhà ông Cấp Cô Độc để thọ thực bởi lời mời của ông Cấp Cô Độc, mỗi lần Đức Phật đến gia đình của ông Cấp Cô Độc thì cái người con trai của ông ấy tỏ ra không thích Đức Phật, thấy cha của mình lúc nào cũng phục vụ Đức Phật và Chư Tăng một cách rất là cung kính. Người con trai cảm thấy không vui và thường xuyên tránh mặt, không muốn gặp Đức Phật và Chư Tăng. Vì ông Cấp Cô Độc là bậc thánh sơ quả mà, nên ông ấy có đức tin trong sạch nơi Đức Phật. Và ông mới nhìn người con trai có cái thái độ như vậy, ông thương lắm. Ông bảo bây giờ ta không giúp con trai ta bỏ đi những cái tà kiến đó, thấy sai chấp lầm đó, sau khi chết con trai của ta có cơ hội đọa vào bốn cõi khổ. Nên ông ấy đã dùng tiền. Ông nói rằng: này con, ngày mai á là ngày thọ bát quan trai giới, con hãy đến chùa, ở chùa một ngày một đêm. Hôm sau con trở về nhà, cha sẽ cho con 100 đồng tiền vàng. Vì thích tiền nên người con trai nói rằng nếu như cha nói đúng như vậy, con sẽ đến chùa. Nhưng chàng trai này đến chùa với cái tâm là muốn nhận được tiền, nên là đến chùa chỉ có ngủ không ạ. Ngủ, không có nghe pháp, rồi mong làm sao sáng mai trở về nhà để nhận 100 đồng tiền vàng. Thế là sáng hôm sau thì người con trai cũng trở về nhà. Ông Cấp Cô Độc hỏi con là: con có nhớ gì những lời Đức Phật dạy không? Thì người con trai nói rằng: con không nhớ gì cả, có nhớ đâu, toàn ngủ không ạ. Nên là đến hôm sau thì ông Cấp Cô Độc mới suy nghĩ rằng: vậy ta sẽ tiếp tục làm chuyện này. Ông Cấp Cô Độc nói với người con trai rằng: này con, ngày mai con hãy đến tinh xá nghe pháp. Chỉ cần con đến đó nghe pháp mà con nhớ được một câu kệ mà Đức Thế Tôn dạy thôi, con về đây con đọc đúng cái lời dạy của Thế Tôn, ta sẽ cho con 1.000 đồng tiền vàng, chứ không phải là 100 đồng tiền vàng. Thế là người con trai hí hửng chạy đến chùa để nghe pháp. Và cứ mỗi lần nghe pháp xong, nhẩm nhẩm xong, bước ra khỏi tinh xá thì đạo, thì người con trai lại quên cái bài kệ đó, cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và Thế Tôn đã quan sát nhân duyên, thấy được cái người con trai của ông Cấp Cô Độc có thể hóa duyên được trong ngày hôm nay. Thế là Thế Tôn đã đọc cái bài kệ lên, rồi người con trai của ông Cấp Cô Độc nhẩm đi nhẩm lại. Và với một cái tâm nguyện là ta sẽ cố gắng nghe từng câu từng chữ của Thế Tôn, và ta sẽ cố gắng suy tư về lời dạy của Thế Tôn. Với một cái tâm cung kính như vậy thì người con trai đã nghe và học thuộc lòng được bài kệ đó. Và khi nghe được cái bài kệ đó thì người con trai của ông Cấp Cô Độc bừng tỉnh, thấy được pháp nhãn và chứng được sơ quả. Và người con trai của ông Cấp Cô Độc đã thay cha mình thỉnh Đức Phật và Chư Tăng trưa ngày hôm nay đến gia đình của mình để thọ trai. Trở về nhà thì ông Cấp Cô Độc rất hoan hỷ vì hôm nay Đức Phật đã đến nhà mình, mà trong đó có cả con trai của mình nữa. Thế là ông Cấp Cô Độc ông mới nói rằng: này con, đây là 1.000 đồng tiền vàng ta đã chuẩn bị sẵn cho con. Con hãy đọc lên bài kệ mà Thế Tôn đã dạy cho các thầy tỳ kheo trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì người con trai nói với cha rằng: thưa cha, cha hãy cất tiền đi, cha đừng nói với Đức Phật biết chuyện con đến chùa nghe pháp, vì 1.000 đồng tiền vàng này con xấu hổ lắm. Ông Cấp Cô Độc ông mới nghe vậy, ông mới bảo: sao hôm nay con trai của ta này không thèm tiền cả, mọi lần nó cứ lai nỉ nó đòi tiền bằng được, mà hôm nay thì nó không thích tiền. Thế là Đức Thế Tôn mỉm cười nói với ông Cấp Cô Độc: này cư sĩ Cấp Cô Độc, hôm nay con trai của ông đã thấy được pháp nhãn, không còn khao khát tiền bạc nữa, bởi vì con của ông đã bước vào dòng thánh như nước đổ vào máng xối, đã trở thành một vị thánh sơ quả cao thượng trong giáo pháp của Thế Tôn.
Và lúc đó Thế Tôn đọc lên bài kệ rằng là hơn thống lĩnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn trụ trì vũ trụ, quả dự niu tối thắng. Thưa quý vị, người con trai của ông Cấp Cô Độc chỉ nghe một bài kệ của Thế Tôn thuyết thôi mà chứng được sơ quả. Và Thế Tôn dạy rằng cái quả vị sơ quả nó cao thượng hơn cõi người này. Cho dù một vị chuyển luân thánh vương cũng không thể bằng cái quả vị thánh sơ quả. Cho dù tài sản của chư thiên phạm thiên thì cũng không thể sánh bằng cái quả vị sơ quả. Và cho dù chúng ta có trụ trì cả cái quả đất này, chúng ta có là ai đi chăng nữa, thì tất cả những cái đó đều là tài sản của thế gian. Mà tài sản của thế gian thì khi chết chúng ta không thể mang đi được. Nhưng với một vị thánh sơ quả thì họ chỉ còn tái sanh trong 7 kiếp nữa, và họ sẽ không bị đọa vào 4 cõi khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và A-tu-la. Còn chúng ta là phàm với quý vị, thì cái nguy cơ mà đời này chúng ta được làm người, nhưng chưa chắc đời sau chúng ta được làm người đâu. Coi chừng chúng ta làm cái con gì đó. Con gì đấy quý vị? Mình thích ăn, ăn nhiều, ăn đủ thứ. Mà bây giờ mình cứ đến những quán ăn, mình ăn tươi nuốt sống của chúng sanh, các chúng sanh vẫn còn sống. Mình đè nó ra, mình đun, mình nấu, mình chiên, mình xào. Đời sau chúng ta làm gì? Làm chúng sanh ăn thịt, giống như con hổ, con cọp, con beo, nó ăn tươi nuốt sống của chúng sanh như quý vị. Nên là mình có được cái tài sản bậc thánh nó cao thượng lắm. Quý vị nhớ cái điều con nói này, mình phải gieo duyên với những tài sản của bậc thánh thì đời sau mình mới có cơ hội được gì? Được sở hữu cái tài sản đó. Còn đời này mà mình làm những việc lành mà mình chỉ hướng đến tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, mà những cái đó mình đâu có mang được đâu quý vị. Chết là mình chỉ đi có một mình thôi quý vị. Mình muốn lên cao thì mình phải nhẹ quý vị. Còn mà mình muốn đi xuống thì quý vị cứ mang nhiều thứ đi, chồng tôi, con tôi, tài sản của tôi. Những cái đó nặng quá, tiếc nuối, khó siêu của lắm quý vị. Coi chừng làm con gì trong nhà đấy quý vị. Hãy cẩn thận, mình là người tu học, mình phải cẩn thận chuyện đó quý vị. Rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta rằng này các thầy tỳ kheo, hãy thừa tự pháp của ta, chớ có thừa tự tài vật. Như con vừa nói đấy quý vị, mình cứ nhìn đâu xa, mình hãy nhìn Hòa Thượng, đạo trưởng Tổ Đình Hoằng Pháp đấy quý vị. Đấy, ngôi chùa Hoằng Pháp rất là trang nghiêm tốt hảo, rồi nguyên cái tòa nhà Pháp Luân 5 tầng nữa xây dựng lên để phục vụ cho khóa tu. Và đến tuổi thì Hòa Thượng cũng đã tìm chỗ tu thân đấy quý vị. Con nhìn thấy mà con thèm quý vị, con cũng khao khát lắm. Một ngày nào đó con cũng có tìm chỗ để tu thân. Con nhìn thấy quý vị nhìn thấy con, mình cũng phải thương nhau. Bởi vì quý vị nhìn thấy con thì quý vị cũng biết rằng con cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết, và cuối cùng cũng gì cũng sẽ chết thôi. Và nhìn quý vị, con cũng biết rằng quý vị cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Ai cũng sẽ chết quý vị. Hai cái khổ gặp nhau thì mình nên thương nhau. Về nhà mình gặp ông chồng, mình cũng nên thương ông chồng, bởi vì mình biết ông chồng mình cũng gì cũng già, cũng bệnh và cũng sẽ chết thôi. Vậy có nên cãi nhau không quý vị? Hai cái khổ gặp nhau không thương nhau thì thôi, sao lại cãi nhau? Nên là quý vị nhớ cái bài ngày hôm nay con hướng dẫn quý vị. Tất cả những việc lớn, việc nhỏ chúng ta đều về hướng đến thánh sản. Mỗi lần mà chúng ta ước nguyện rằng hôm nay con bố thí, con cúng dường, con giữ giới, nhờ cái nhân, cái duyên mà cái quả nó trổ, con hướng đến gì? Đến tài sản của bậc thánh. Và ông Cấp Cô Độc là một vị cận sự lam rất là tịnh tín đối với Đức Phật,
Bởi vì ông ấy là bậc thánh sơ quả mà. Ông ấy biết hướng dẫn cho con của ông ấy, cho những người con của ông ấy hướng đến thánh sản. Ông ấy có được cả tài sản và thánh sản. Hay không quý vị? Nên là mình cứ hướng đến thánh sản, mà chưa được thánh sản thì mình cũng sẽ được tài sản. Và có một câu chuyện thứ hai con phải kể cho quý vị nghe. Trong kinh Pháp Cú ấy, quý vị, có một cái bài kệ rất là hay. Không biết là ngày nào quý vị cũng tụng kinh Pháp Cú, không biết là quý vị có để ý cái bài kệ này không. Cái bài kệ đó là: lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, than thở những ngày qua. Quý vị có nhớ hai bài kệ này không? Duyên khởi của cái bài kệ này á, là một lần Thế Tôn cùng với tôn giả Ananda đang ở trong tinh xá, thì nhìn ra ngoài cổng chùa ấy quý vị, Thế Tôn mỉm cười. Và ngài Ananda mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì mà ngài mỉm cười? Bởi vì trong kinh điển không phải tự nhiên mà Thế Tôn cười đâu. Thế Tôn cười đều có duyên khởi. Và ngài A La là một bậc rất là trí tuệ, thông minh. Nhìn thấy Thế Tôn cười là ngài hỏi liền: do nhân gì, duyên gì mà Thế Tôn cười? Và Đức Phật mới nói là: này A La, ta nhìn thấy hai vợ chồng già đang dắt nhau đi ăn xin, đang xin những vật thực còn dư lại của các thầy tỳ kheo trẻ đang bố thí cho tất cả mọi người. Quý vị, ở chùa mình ấy, chiều nào cũng đem cơm á, cơm mà chưa dùng hết đấy quý vị, đều đóng gói rồi bỏ vào hộp cơm rất là cẩn thận, đem ra chia cho mọi người, đang chia vật thực đến với mọi người. Thời Thế Tôn đã có chuyện đó rồi quý vị. Và Thế Tôn nói rằng: này A Lan, ông có biết rằng hai vợ chồng già kia đang dắt nhau đi ăn xin? Trước đây á, thời thanh niên, trung niên và lão niên, hai ông bà này là những người cực kỳ giàu có, giàu có nhất nhì ở cái thành Ba Na Lại này. Thế Tôn nói rằng thời niên thiếu, cha mẹ của hai ông bà này là người rất là giàu có. Và khi người con của ông bà lớn lên với suy nghĩ rằng là tổ tiên của ta đã để lại rất nhiều tài sản, đời con của ta ăn cũng không hết, đời cháu của ta ăn cũng không hết, nên không cần phải cho con học hành đâu, không cần phải đầu tư cái gì, tài sản này ăn nhiều đời cũng không hết được. Thế là người cha nghĩ như vậy, thay vì cho con đi học hành thì tập cho con làm những cái chuyện vui hưởng dục. Thế là khi người con trai lớn lên trưởng thành, người cha nghĩ rằng bây giờ ta phải đi kiếm một người con gái để làm vợ cho người con trai của ta. Thế là ông này ông ấy đi tìm một gia đình phú hộ cũng giàu ngang ngửa với gia đình mình. Và người con gái cũng rất là xinh đẹp. Và ông thông gia, bố của cô gái cũng có tư tưởng giống ông này. Thế là hai ông thông gia cũng có tư tưởng này, giàu rồi không cần phải khuyến tấn các con của mình làm lụng, tiết kiệm làm gì, cứ ăn chơi đi, cứ tiêu đi, không hết được đâu. Thế là hai người nấy nhau, rồi cùng khuynh hướng. Thế là cả hai cùng ăn chơi, thời thanh niên quý vị, ăn chơi rồi đua đòi với những người bạn xấu. Và đến ăn chơi đến nỗi mà khắn kiệt cả tài sản, dẫn đến không còn cái gì, còn ngôi nhà thì cũng đem bán, thậm chí tất cả những gì trong gia đình đều đem bán để đi uống rượu, ăn chơi, ca múa. Và cái hình ảnh Thế Tôn nói rằng ông ấy đã khánh kiệt tài sản đến nỗi
đi nượm cái mai của con rùa ấy quý vị, để làm cái bát ăn xin quý vị. Hai vợ chồng dắt nhau đi ăn xin bằng cái mai của con rùa già. Và thế tôi nói rằng, này A-lan, nếu như thời thanh niên mà hai vợ chồng tu chí làm ăn, cần kiệm làm ăn, phát triển tài sản của gia đình mình, thì ở đời hai vợ chồng sẽ trở thành đệ nhất bá phú hộ, giàu có nhất thành ba la lại. Và nếu như thầy thanh niên mà phát tâm xuất gia tu hành, tinh tấn tu tập, thì có thể người chồng chứng được quả A-la-hán, và người vợ có thể chứng được quả A-la-hán. Nhưng bây giờ thanh niên đã trôi qua đến trung niên, mà hai vợ chồng già này nhận ra, nhìn lại bản thân mình mà tu chí làm ăn, phát triển tài sản của mình, thì có thể ở đời sẽ trở thành đệ nhị phú hộ. Và nếu như xuất gia tu hành, thì hai vợ chồng có thể người chồng chứng được quả A-la-hàm, và người vợ có thể chứng được quả Tư-đà-hàm. Này Ananda, đến thời lão niên tài sản vẫn còn, mà hai vợ chồng biết tu chí làm ăn, và nếu như xuất gia tu hành, người chồng có thể chứng được tầng thánh Tư Đà Hàm, và người vợ có thể chứng được tầng thánh Tu Đà Hoàn. Này Ananda, đến bây giờ hai vợ chồng già, sức đã kiệt, thân thể tiều tụy, không còn tài sản ở đời, dắt nhau đi ăn xin quý vị. Và tài sản ở đời cũng không còn, mà tài sản của bậc thánh cũng không còn. Này Ananda, ta nhìn thấy hai vợ chồng già dắt nhau đi ăn xin, ta thấy thương cho một kiếp người, thương cho một kiếp sống, chỉ vì thời trẻ thấy sai chấp lòng, rồi thân cận với thầy ác bạn xấu, dẫn đến ăn chơi sa đọa. Và bây giờ đã khánh kiệt cả tài sản và thánh sản. Đó chính là cái gì? Cái nhân phóng dật đấy quý vị. Quý vị cứ đến chùa đi, khi quý vị ngồi nghe pháp, quý vị suy tư pháp, có nghĩa là quý vị đang vun bồi tài sản của bậc thánh đấy. Còn mình đến chùa mình nghe pháp, mình không chú ý vào những điều quý thầy giảng, mà mình bấm điện thoại, mình nói chuyện riêng, có nghĩa là sao? Là mình coi thường vị thầy đang nói chuyện trên này. Bởi vì quý thầy, quý sư chính là gì? Là những bậc thầy thay cha mẹ của chúng ta, nhắc cho chúng ta về năm giới, về không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mà nhắc cho mình những điều lành, điều tốt, mà mình không nghe, mà mình toàn nghe những cái điều gì? Bất thiện không à? Đó chính là gì? Cái nhân phóng dật. Đời này mình gieo nhân phóng dật, đời sau mình nghe pháp, mình nghe xong cái đầu mình nó cứ đơ 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 không hiểu. Đi chùa nhiều năm, hỏi về 37 phẩm trợ đạo không thể trả lời được. Ôi thế mình đi học Phật mà mình không thừa tự pháp thì mình thừa tự cái gì quý vị? Quý vị cứ đặt câu hỏi đi. Mình đến chùa mình không nghe pháp, mình không thừa tự pháp thì mình thừa tự cái gì? Nói ít hiểu nhiều, nói nhiều hiểu không bao nhiêu, đứng lên là quên sạch. Ngồi nghe pháp xong đấy mà đứng lên một cái chí tâm đảnh lễ là quên. Nó khổ vậy đấy quý vị. Còn các bà già thì chú ý nghe pháp cười nhiều lắm, nhưng các bạn trẻ thì đến chùa chỉ bấm điện thoại thôi. Thế là già trẻ cũng như nhau. Hỏi bạn có nhớ gì cái bài giảng ngày hôm nay không? Gãi đầu. Con nhớ là thầy có khuyên tu. Tu, tu gì thì con không nhớ. Nó khổ vậy đấy quý vị. Nên quý vị thấy không? Nghe cái câu chuyện của ông bà già này, để nhìn lại mình, xem bây giờ mình đang là thanh niên, trung niên hay lão niên. Mình đang có cái gì thì mình tận dụng nó để gì? Để phát triển cái tài sản của mình. Và bên cạnh đó mình vun bồi
những cái phước lành để hiện đời mình có được an lạc hạnh phúc, và mình gieo nhân thánh sản cho đời sau kiếp khác quý vị. Còn để mà mình rơi vào cái cảnh mà nghèo khổ túng quẫn đấy quý vị, tội lắm quý vị. Quý vị có biết không, thực ra quý vị ngồi ở đây á, quý vị toàn là những người có phước đấy, đại phước. Đức Phật là bậc đạo sư của chúng ta, ngài là vua, mình là đệ tử của Đức Phật, mình cũng là gì, là vua con đấy quý vị. Mình giàu có như vậy mà tại sao mình không cố gắng tu tập quý vị, mình không thừa hưởng cái tài sản mà Đức Phật thừa hưởng cho chúng ta. Ngài dạy cho chúng ta những sự thật quý vị. Mình là người học Phật, mình phải tôn trọng sự thật, mình phải yêu sự thật, phải kính sự thật. Mà bây giờ Đức Phật dạy chúng ta tuổi trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cỏ già bên áo, ủ rũ không tôm cá. Quý vị phải thương bản thân mình. Chư Tăng đã có lòng bi mẫn đến quý vị, trước khi sám hối đã dành cho quý vị một thời nghe Pháp. Mà muốn giảng được một thầy Pháp là các thầy phải soạn bài kỹ lắm quý vị. Mà giảng cho quý vị mà ở dưới mà cứ ngáp lên ngáp xuống, rồi nghe thì không nghe, cứ bấm điện thoại, rồi nói chuyện riêng. Đấy là nhân phóng dật đấy quý vị. Mình gieo nhân phóng dật thì nay mai mình gặp quả phóng dật thôi. Nên là mình phải thương bản thân mình. Mình đã bỏ cha bỏ mẹ đến chùa nghe Pháp rồi thì phải cố gắng nghe cho trọn vẹn. Còn trân quý chuyện đó quý vị. Mình đến chùa mình nghe Pháp vì mình nghĩ rằng đây là một cơ hội quý vị. Mình cơ hội để mình được nghe đến sự thật. Bởi vì trong năm cái lợi ích của việc nghe Pháp, cái lợi ích thứ nhất đó là quý vị sẽ được nghe đến sự thật mà từ trước đến giờ quý vị chưa được nghe. Mà hôm nay mình đến chùa mình sẽ được nghe những sự thật mà mình đã được nghe để làm mới cái hiểu, cái nghe, cái suy tư của mình. Mỗi ngày mình lớn mạnh lên, mình càng nghe Pháp mà cái tham của mình nó bớt, cái sân của mình bớt, cái trí tuệ mình tăng trưởng thì lợi ích lắm quý vị. Và nhờ sự tu tập đó mà về nhà mình gặp những chuyện cháy nghịch lòng, mình có thể gì? Buông được quý vị. Còn không là khổ đau lắm quý vị. Quý vị tưởng nghe Pháp dễ lắm sao? Không phải dễ đâu quý vị. Quý vị ngồi ở đây, quý vị ngồi an nhiên ở đây nghe Pháp, đó là một hạnh phúc cao thượng. Quý vị đang tu thân, tu gì, tu cái miệng của mình nữa. Nhưng quý vị bước ra ngoài cổng chùa xem, chợ đời đấy quý vị, trả giá xong mình không mua là coi chừng bị ăn chửi đấy. Mình vào chùa, chùa là một nơi gì? Nơi trang nghiêm thanh tịnh, nơi ở của chư Tăng. Là một gì? Là một cái ngôi trường để học Phật Pháp. Mà mình vào trong này mình không có lo học Phật Pháp, mà mình cứ tụng 3 tụng 7, mình nói chuyện này chuyện kia, mình đem những cái phiền não ở ngoài đời mình đem vào trong chùa mình kể nhau nghe. Tôi chán chuyện đời rồi tôi mới đến chùa mà tôi gặp bà này lại nói chuyện đời. Khổ đau không quý vị? Khổ đau. Nên là quý vị ngồi đi nghe Pháp là quý vị là những người có phước. Còn rất nhiều người mà đang buôn bán, tính từng đồng từng cắc ở ngoài cổng chùa ấy quý vị, bán cái này bán cái kia. Họ ở gần chùa nhưng họ không được hưởng những lời dạy cao quý tốt đẹp của Đức Phật, bởi vì họ không có duyên với Phật quý vị. Nên là mình nhìn thấy họ mình thương. Nên là quý vị phải cố gắng, cố gắng. Mình nghe Pháp, mình lạy Phật một chút nữa, mình sám hối nữa, mình sám hối thành tâm một chút. Vừa sám hối xong mà chẳng may cái bà sau mà bà ấy dẫm vào chân mình, rồi bà ấy dẫm vào cái áo tràng của mình, mình quay lại là bà điệu hồn với tôi nha, một chút nữa bà chết với tôi đấy. Như vậy là sám hối đâu có tác dụng quý vị. Bởi vì thực ra khi mình sám hối mình thấy rằng tôi cũng khổ vì tôi làm nhiều tội lỗi quá. Do gì? Thân khẩu ý, mình đã vô tình hay cố ý, mình đã làm cho nhiều chúng sanh đau khổ. Nay mình có cơ hội được sám hối. Và cái người sám hối cũng càng khổ, mà mình đang sám hối mình cũng đang khổ, hai cái khổ gặp nhau thì nên lên thương nhau. Quý vị có đồng ý không? Liên quan hai câu chuyện của ông Cấp Cô Độc, ông ấy đã khôn khéo biết hướng dẫn con của mình, hướng dẫn người thân của mình biết đến đạo, hướng đến thánh sản. Và ở đời ông ấy có được cả tục sản lẫn thánh sản.
Đó là một vị cư sĩ sáng chói trong giáo pháp của Thế Tôn. Và quý vị là những người cư sĩ, là những người gần gũi phụng sự Tam Bảo và tu học Phật Pháp, thì ông Cấp Cô Độc cũng là một tấm gương để quý vị học làm theo. Và câu chuyện mà Thế Tôn đã nói với Ngài A Nan rằng hai ông bà dắt nhau đi ăn xin, mà thời thiếu niên, thanh niên, trung niên là những người rất là giàu có quý vị. Hai ông bà đi ăn xin kia vì còn trẻ đã gieo cái nhân phóng dật, nghĩ rằng tài sản của mình nhiều như vậy, ăn sao hết. Xin thưa quý vị, hết đi quý vị, núi còn mòn. Núi mà cứ cạp nhiều, đào nhiều, rồi khai thác nhiều thì sao? Có ngày cũng hết thôi quý vị. Nên mình đang có được những cái gì thì quý vị hãy cố gắng tận dụng cái mình đang có. Đó chính là gì? Là cái phước của chúng ta. Đó chính là chánh báo của chúng ta, là y báo của chúng ta quý vị. Y báo có nghĩa là những cái gì mà chúng ta đang có đó quý vị. Quý vị có cục ăn, của đẻ, đó là quý vị đang có cái quả phước. Mà thực ra mình đang ăn cơm thừa thôi quý vị. Mình đang ăn cơm thừa của đời trước mình đã gieo trồng thôi. Và làm sao mình vừa nhận cái quả phước từ đời trước mình đã gieo và tiếp tục gieo nhân lành mới, để hàng ngày chúng ta vừa ăn cơm cũ và vừa được ăn cơm mới. Và Đức Thế Tôn dạy chúng ta rằng vui thay giả có giới, vui thay tín an trú, vui thay được trí tuệ. Vậy thì quý vị thấy mình đã già hay sắp già, chúng ta hãy cố gắng vun bồi những pháp thiện, mười nhân thiện, thập thiện, rồi chúng ta hãy cố gắng giữ giới một cách tốt đẹp. Mình có năm giới mà Chư Tăng Hiện Tiền đã trao cho quý vị, thì quý vị cố gắng giữ giới một cách trong sạch. Nhờ mình giữ giới, mình có được tài sản lớn. Nhờ giữ giới, mình biết tiết chế trong nhu cầu ăn mặc ở của mình một cách tốt đẹp, tự nhiên nó dư giả quý vị. Bởi vì người tu của chúng ta nên tập sống muốn ít và biết đủ. Khi quý vị sống muốn ít và biết đủ, quý vị vui lắm. Mình hạnh phúc với những gì mình đang có, mình bằng lòng với những gì mình đang có. Bởi vì mình có tham cũng chả được, bởi vì quả phước của mình có như vậy thôi quý vị. Nên trong thời pháp thí tối ngày hôm nay, thì con mong rằng dù quý vị còn trẻ, còn là thiếu niên, thanh niên, trung niên hay lão niên, thì mình hãy tận dụng sức khỏe, tuổi trẻ và sự minh mẫn của chúng ta để hướng đến thánh sản, để đời này mình chưa được chứng thánh, nhưng với cái việc mà tu tập những pháp thiện đó, nó nâng đỡ chúng ta trong cái khổ sinh tử này quý vị. Bởi vì mình còn là phàm quý vị, cần phải làm nhiều điều thiện. Nên Đức Thế Tôn có dạy với cái tấm thân sinh tử này, chúng ta cần phải làm nhiều việc lành. Nhờ làm nhiều việc lành, nó sẽ nâng đỡ chúng ta trong cái khổ sinh tử này quý vị. Và mình tu một ngày, nhiều năm, thì càng tu chúng ta có giới, có định và có tuệ, thì chúng ta sẽ trở thành đồ cổ quý vị, chứ không phải là đồ cũ. Và khi mình càng tu lâu, mình có giới, có định, mình dễ thương. Còn mình càng tu lâu mà mình có nhiều tham sân si, gặp mình là mình cứ cằn nhằn thế này, cằn nhằn thế kia, thì không ai muốn gần mình đâu. Lúc đó tự mình biến mình thành gì? Đồ cũ quý vị. Hãy cho phép mình thành đồ cổ. Thì đồ cổ thì chúng ta lên tích trữ những tài sản của Bậc Thánh. Đó là
đức tin, giới hạnh, đa văn, bố thí, trí tuệ, và có tàng và có quý. Đó chính là những tài sản của bậc thánh mà người tu chúng ta cần phải sở hữu, quý vị. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, quý vị. Mạng sống ngắn ngủi lắm, quý vị. Rồi mình nhìn lại, đi chùa bao nhiêu năm, đến lúc mình đối diện với cái chết, mình nghe bác sĩ nói rằng cô ung thư giai đoạn cuối, 3 tháng nữa chuẩn bị đi, là mình run bắn người. Mình hoảng sợ, mình hoang mang, mình sợ sệt. Lúc đó mình mới thấy những lời Phật dạy, dạy chúng ta không có sai. Vậy bây giờ mình còn khỏe, còn trẻ, hãy chuẩn bị cho cái chết là vừa, thưa quý vị. Tài sản mình cũng có, nhưng mình chết mình đâu có thể đem được đâu, quý vị. Một lần Đức Thế Tôn có dạy cho các thầy tỳ kheo á, rằng là này các thầy tỳ kheo, có 3 sự kiện này xuất hiện ở đời, nên Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác mới xuất hiện ở đời. Pháp và luật của Thế Tôn được nêu lên để nhờ đó mà chúng sanh hữu duyên thấy được pháp. Thế nào là 3? Này các thầy tỳ kheo, đó là sự già, sự bệnh và sự chết, thưa quý vị. Nhờ có 3 cái pháp này mà thời Đức Thế Tôn còn tại thế, khi Ngài còn là một vị thái tử, Ngài đi ra kinh thành thấy được cái già, cái bệnh, cái chết. Ngài nhìn thấy hình ảnh của một vị sa môn trang nghiêm thanh tịnh. Ngài nhớ về ước nguyện của mình. Kiếp sống này là kiếp sống cuối cùng của Ngài mà. Ngài không thể ở trong cái hoàng cung này được. Ngài phải đi thôi. Bởi vì một con người có ước nguyện lớn thì không thể bị giam cầm bởi cái kinh thành này được. Nhờ hình ảnh sa môn trang nghiêm thanh tịnh đó mà Thái tử Tất Đạt Đa đã phát tâm dũng mãnh, nhớ về ước nguyện của mình để đi tu, để trở thành một vị Phật chánh đẳng giác. Vậy hôm nay chúng ta đến với đạo tràng chùa Hoằng Pháp, mình nhìn thấy người già, người bệnh, mình phải kinh cảm, mình phải ớn lạnh, mình phải sợ, quý vị. Khi nào quý vị sợ chết, quý vị thấy khổ, sợ khổ, sợ rằng cái già, cái bệnh, cái chết đang đến với mình. Mình sợ ở đây không phải là mình hoang mang, mình sợ sệt. Mình sợ ở đây để mình cẩn thận hơn, mình tu tập tốt hơn, mình thương chồng, thương con nhiều hơn. Bởi vì mình hiện hữu trên cuộc đời này không còn nhiều nữa, quý vị. Ai cũng sắp đi hết rồi. Ở đây con nhìn thấy nhiều mầm non của nghĩa địa lắm. Nên khi mình nhớ đến cái già, cái bệnh, cái chết để nhắc mình rằng mỗi ngày trôi qua đời sống ngắn ngủi như cá cạn nước, có gì vui đâu, thưa quý vị. Cười gì, hân hoan gì khi cái già, cái bệnh đang đến với chúng ta, quý vị. Nên mỗi người chúng ta hãy nhớ, mỗi một ngày mình nhìn thấy cái già, cái bệnh và cái chết, đó là mình đang được nhìn sự thật, quý vị. Đó là sự thật đấy, quý vị. Chúng ta phải tôn trọng sự thật. Mình đừng nên tránh né nó, để đến khi mình đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết, mình lại sợ sệt, hoang mang. Nên kết thúc bài pháp thoại tục sản hay thánh sản tối ngày hôm nay, con chỉ tóm lại vài ý như sau. Quý vị nhớ, thứ nhất, người học Phật chúng ta, mình học Phật, tu theo Phật, thì mình nên tôn trọng sự thật. Ngài đã nói cái già, cái bệnh, cái chết là sự thật. Chúng ta nên tôn trọng sự thật. Hãy nhớ về 3 cái tướng trạng đó. Nhờ hình ảnh sa môn trang nghiêm thanh tịnh đó mà Thái tử Tất Đạt Đa đã phát tâm dũng mãnh, nhớ về ước nguyện của mình để đi tu, để trở thành một vị Phật chánh đẳng giác.
Còn hôm nay chúng ta cũng thấy cái già, cái bệnh, cái chết, nhưng chúng ta chưa kinh cảm, chưa sợ, chưa ớn ngạnh, bởi vì mình tu chưa tới. Mình tu chưa tới nên mình nhìn thấy cái già, cái bệnh, cái chết giống như một đứa trẻ, nó rất là hồn nhiên, ngây thơ. Và cái thứ hai, tất cả những cái suy nghĩ, kinh cảm đó, nó giúp cho quý vị bớt tham, bớt sân, và mình tăng trưởng cái lòng từ bi hỷ xả của mình lên. Và mình đến chùa, mình có cơ hội được sống thiện, làm thiện và hướng thượng. Thì tất cả những việc làm đó, quý vị hãy ước nguyện rằng với cái nhân, cái duyên con đã gieo trồng, đủ duyên, trổ quả, thì cái quả đó con hướng đến thánh sản. Đó là bảy tài sản của bậc thánh, đó là tín, giới, văn, thí và tuệ, có tàm, có quý. Và cái điều cuối cùng con xin được nhắc quý vị, mình là người học Phật, mình phải tôn trọng sự thật, mình phải yêu sự thật, phải kính sự thật. Mà bây giờ Đức Phật dạy chúng ta tuổi trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cỏ già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, than thở những ngày qua. Quý vị có nhớ hai bài kệ này không? Quý vị nhớ điều này. Mỗi một khoảnh khắc, mỗi một phút giây trôi qua trong cuộc đời của chúng ta, từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì những suy tư tốt đẹp, cao thượng, thì chính những suy tư tốt đẹp, cao thượng đó sẽ là nhân, là duyên để đưa chúng ta đến một cảnh giới tốt đẹp, tương ứng với những gì mình đang suy tư, thao thức. Quý vị nhớ điều này. Và khi quý vị ngồi nghe Pháp ở đây với một cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả, ngay lúc này đây quý vị đang gieo những hạt giống thiện. Và nếu như quý vị có chết bất đắc kỳ tử tại đây thì cái cơ hội mà quý vị sanh thiên rất là cao, bởi vì quý vị đang trú bên thiện. Và xung quanh của quý vị toàn là những người có giới, họ đều là những người thiện đấy quý vị. Mà mình chết ở đây mà mình được những người thiện, những người có giới, có trí hộ niệm của chúng ta, chắc chắn quý vị sẽ được sanh thiên